Rồi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh channel của Mạnh. Hôm nay là một dịp cuối năm rất là đẹp trời. Tại showroom Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng này cũng đang có một những siêu phẩm vừa về rất là hot. Chẳng hạn như sau lưng mình đây chính là mẫu SE43, kế bên đây là mẫu G63 AMG ha. Một số dòng xe EQ, chẳng hạn như là dòng xe EQE, EQS, EQS SUV cũng rất là hot. Song song đó thì một vài mẫu như là xe Maybach, GUE 53 hoặc là GT 53 Coupe cũng được cập bến ở showroom Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng quận 7. Nếu các bạn đang có nhu cầu tìm về cho mình một trong những mẫu xe phù hợp cho cá tính cũng như là sở thích hàng ngày của mình thì các bạn có thể liên hệ Mạnh để chúng ta sẽ ngồi ở Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng và tìm ra cho mình một mẫu xe thích hợp nha. Rồi thì bây giờ mình sẽ dẫn mọi người cùng tham quan xem là showroom Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng quận 7 đang trưng bày những mẫu xe nào nha. Ok, chúng ta bắt đầu từ vị trí này. Đây là một trong những mẫu sedan vừa được ra mắt thị trường Việt Nam mình vào cuối những năm 2023 ha. Và cụ thể là ra mắt vào tháng 9 năm 2023 ha mọi người, mẫu C43 AMG. Vừa được ra mắt thị trường Việt Nam mình gần đây thôi. Và nó sở hữu một khối động cơ 2.0 có công nghệ là của xe đua F1 mọi người, có công nghệ turbo trên xe đua F1 đó, nó có tên là Electric Fire ha, turbo Electric Fire. Thì động cơ này nói nôm na nó sẽ giúp cho chúng ta tăng tốc từ 0% chỉ với 4,6 giây ha, và nó sản sinh công suất lên đến là 408 mã lực ha, hộp số 9 cấp. Mẫu xe này thì được lắp ráp tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên là cái khối động cơ thì được nhập khẩu trực tiếp từ Germany ha, với nhà máy AMG sản xuất và lắp ráp. Động cơ này thì nhập trực tiếp từ Đức về Việt Nam luôn, và các kỹ sư Việt Nam sẽ lắp ráp trên chiếc xe này ha, để cho ta một mẫu xe C43 rất là hoàn thiện, rất là đẹp. Ở đây thì cái xe này nó đang khóa rồi. Ok, mình sẽ đây cho mọi người xem ha, khóa khoang nội thất của C43 AMG ha, rất là đẹp. Mình cực kỳ thích những cái phần chi tiết như là vô lăng nó sẽ có núm xoay chuyển chế độ lái nè. Đó, cũng như là nội thất được ốp gỗ rất là đẹp luôn. Đây, mọi người xem ha. Xem sơ qua. Đó, tất cả công nghệ an toàn cũng như là trang bị tiện nghi cũng được trang bị trên cái mẫu xe này luôn. Đó, cũng có cửa sổ trời panorama toàn cảnh nè. Đó, điều hòa nhiệt độ phía sau nè. Đó, rất là đẹp luôn. Bộ mâm này cũng cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. Bộ mâm này được thiết kế đa chấu ha, rất là đẹp luôn, và cụm phanh màu đỏ. Đây, mặt nạ sọc đặc trưng của dòng AMG ha. Đó, cũng được trang bị trên cái dòng xe này. Đó, ok, bây giờ mình cho mọi người xem một chút về cái khoang động cơ của C43 AMG ha. Mình xem sơ qua đi. Rồi. Đây chính là cái khoang động cơ của C43 AMG, có tích hợp chữ AMG và logo One Man One Engine, có chữ ký của kỹ sư trên đây luôn ha. Mercedes AMG Germany ha. Khối động cơ AMG rất là đặc trưng, và một trong những cái nhận diện của dòng xe thể thao chính là thanh dằn này. Rất là đẹp luôn ha mọi người, rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn. Mình đi tiếp qua cái xe kế bên, đó chính là một trong những dòng xe sedan hot nhất ở thị trường Việt Nam trong 2 năm trở lại đây, đó chính là mẫu C-Class, cụ thể là C300 AMG. Đó, trên dòng xe này thì mọi người thấy ha, cái phần body kit phần bên dưới thì vẫn giống như cái C43 AMG, rất là thể thao. Tuy nhiên thì cái mặt nạ, cái mặt phần la căng phía trước đó, của C43 thì sẽ không còn, nó sẽ thay thế qua mặt sau kim cương này. Đó, cái vị trí này nó sẽ được trang trí rất là đẹp. Đó. Và trên C300 thì cũng được trang bị công nghệ đèn Digital Light, là một những đèn tiên tiến nhất, công nghệ tiên tiến nhất ở thời điểm hiện tại của Mercedes-Benz ha. Đối với C300 thì cũng được trang bị nhiều công nghệ và tính năng mới ha. Mọi người có thể thấy sơ qua một vòng đi ha, cho mọi người xem sơ qua. Thì cái phần thiết kế của C-Class thì cũng được trang bị giống như là C43 luôn. Đó, nó cũng có ốp thiết kế nội thất nè, bằng carbon nè ha, bằng sợi carbon nè. Đó, rất là đẹp luôn. Nhưng mà cái này không phải là carbon thật ha mọi người ha, cái này là vi sợi carbon thôi. Nó làm rất là giống, rất là chi tiết luôn. Đó, vô lăng ba chấu thể thao nè. Đó, kèm các nút chức năng nè, có adaptive cruise control luôn.
có bám hai xe phía trước, có cảnh báo hệ thống điểm mù luôn, có lane keeping luôn. Đó. Ghế ngồi rất là thể thao luôn. Mạnh cực kỳ thích cái phần ghế trên cái C-Class này. Rồi, ok. Mình nhìn tổng thể cái xe C-Class phía trước nha. Đó, phần nắp capo cũng được làm dập nổi rất là đẹp luôn. Đó, có nhiều đường gân. Rồi, ok, mình qua tiếp phần tiếp theo, đó chính là mẫu C200. C200 thì cũng là một trong những dòng xe chủ lực của Mercedes-Benz Việt Nam. C200 Plus, đó, đặc biệt là C200 Plus ha. C200 Plus thì cũng được trang bị phần body cũng như là nắp capo rất là đẹp. Đường gân dập nổi, đây là một trong những cái thiết kế mặc định của dòng C-Class thế hệ mới. Và bộ mâm đa chấu cũng là một những đặc trưng của dòng C200 Plus này, rất là đẹp ha mọi người ha. Tiếp theo đó chính là cái phần nội thất. Thì riêng về phần nội thất thì C200 Plus được trang bị cái nội thất mang khuynh hướng là luxury hơn, nhìn sang trọng hơn là C300 ha. Nó có cái phần ốp gỗ nè, cũng như là cái phần ghế thì được bọc da xuyên suốt màu nâu luôn, rất là đẹp. Đó. Cũng được trang bị cái bộ loa Burmester ha, 15 loa. Đó. Rất là đặc trưng của Mercedes-Benz ha. Công suất của bộ loa này là 710W. Đây, logo phía dưới nè. Đó, logo nhận diện phía dưới nè. Đó, khi mà buổi tối chúng ta đi trong hầm nè, mình nhận diện cái xe mình bằng cách là mình bấm mở khóa thì đèn logo sẽ chiếu, đèn chào mừng sẽ chiếu ra rất là đẹp luôn. Bên này cũng có một chiếc C200 LED chuẩn bị giao. Rất là đẹp luôn. Ok, bây giờ mình tiếp đến đó là mẫu GLC 300. GLC 300 này thì được trang bị một khối động cơ 2.0 với dung tích là với công suất mã lực là 258 mã lực, đi kèm số 9 cấp ha mọi người. Nó cũng có công nghệ MyHybrid luôn, giúp cho chúng ta tiết kiệm nhiên liệu cũng như là tối ưu hóa cái trải nghiệm của chúng ta một cách tốt hơn. Rồi, nói về thiết kế của GLC 300 thì ở đây có một chiếc màu đen nè, rồi bên đây có một chiếc màu trắng. Mình sẽ qua một chiếc màu trắng cho mọi người dễ hình dung ha. Đây, màu trắng thì chúng ta sẽ thấy cái cụm đèn digital light này rất là đẹp luôn, rất là thể hiện rất cá tính. Cụm đèn này thì được nối liền với phần mặt ca lăng để giúp cho cái hình hài của chiếc xe có vẻ là to hơn, bề thế hơn. Đây, rất là đẹp luôn. Đèn cũng được trang bị công nghệ digital light ha, rất là đẹp luôn. Phần body kit nè, đó, phần nắp capo dập nổi nè, rất là thể thao. Mâm của GLC 300 thì được trang bị mâm kích thước là 20 inch ha các bạn ha. 20 inch ha. 20 inch rất là thể thao luôn. Đó, rất là đẹp luôn. Cụm phanh lớn luôn, đĩa đục lỗ rất là thể thao. GLC 300 thì cũng được trang bị cái bệ bước chân ha. Bệ bước chân rất là cá tính, được thiết kế ôm sát về phía sau. Đó. Đó, rất là đẹp. Rồi, ok. Cho mọi người xem phần đuôi phía sau của GLC 300 nè. Đó. Cụm đèn full LED. Đó, đèn hậu full LED rất là đẹp luôn, rất là đẹp. Logo GLC 300 nè. Đó, logo Mercedes-Benz nè, Formatic nè, rất là đẹp luôn. Ok, mình cho mọi người xem cái khoang thể tích của cabin ha. Khi mà chúng ta gặp cái hàng ghế thứ hai lại á, nó cho chúng ta một cái khoang thể tích rất là rộng lớn luôn. Đó, để chúng ta có thể tối ưu hóa bằng cách là chúng ta có thể chở được nhiều hành lý hơn. Đó, cũng như là khi mà mình đi cắp trại BBX nè, mình có thể ngã ra mình nằm nghỉ, rất là đẹp. Ok ha. Rồi, mình cốp vẫn là cốp đóng mở điện. Ok, rồi bây giờ mình sẽ mời các bạn xem một chút về cái khoang nội thất của GLC 300 này. Đó. Trên phiên bản này thì được trang bị cái hai màu nội thất, đó chính là màu đen và màu nâu ha. Đó, rất là đẹp luôn. Rất là đẹp. Và cái chi tiết ốp này cũng rất là sắc sảo. Cái này là vi sợi kim loại nha, nó giống như carbon thôi. Đó. Và tất cả các thành cửa của GLC 300 thì được bọc da nắp ba lút nha, rất là đẹp. Rồi, tiếp đến anh cả của dòng SUV. Rồi, nếu mà mọi người quan tâm về mẫu G63 này thì hãy liên hệ Mạnh để Mạnh sẽ dẫn mọi người cùng tham quan cũng như là trải nghiệm cái mẫu xe G63 này. Đặc biệt là G63 hiện tại đang có mặt ở
Mercedes-Benz Phú Hưng quận 7 ha, địa chỉ là 811 813 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong quận 7 ha. Hiện tại đây thì một mẫu G63 có giá bán khoảng 12 tỷ ha, 12 tỷ trên 12 tỷ chưa bao gồm các chi phí option cũng như là chi phí đăng ký biển số xe. Đó. Cái màu G63 Selenite Gray này rất là đẹp mọi người. Đó, nó rất là cá tính luôn. Bộ mâm 22 inch ha, rất là đẹp. Ok. Rồi. Nội thất G63 thì mọi người không cần phải bàn cãi rồi, nó rất là đẹp. Nó mang một cái nét gì đó, nó nhà binh, nó rất là đẹp, rất là cá tính. Nói về các chi tiết thì nó sẽ không hiện đại bằng một số dòng xe như là S-Class, Maybach hiện nay. Tuy nhiên thì nhắc tới G63 thì nhắc tới nội thất rất là hầm hố, thể thao ha. Những cái chi tiết nè, cũng như là những cái ốp tay nắm cửa nè, nó làm rất là chắc chắn, rất là nhà binh ha. Mình G63 thì mình sẽ không đóng một cách nhẹ nhàng đâu, mình sẽ đóng cửa bằng cách vào. Rất là đã ha. Ok. Đây, cho mọi người xem một chút về cái khoang nội thất sau của G63 ha. Đó, ai có nhu cầu tìm hiểu về dòng xe G63 này thì hãy liên hệ số hotline là 0937 238 111. Đó, cùng dành sơ về cái xe G63 này nha. Đó. Ngoài xe màu xám này thì mình còn một số màu như là màu trắng, màu đen, đó, màu xanh ngọc lục bảo, đó, màu blue ha, màu xanh nước biển đậm cũng rất là đẹp. À, nếu các bạn quan tâm thì hãy liên hệ số hotline của mình để mình sẽ tư vấn cũng như là hướng dẫn các bạn tìm hiểu về một số dòng xe Mercedes-Benz ha. Rồi, sau lưng mình đây là một thêm các dòng xe về xe EQ ha, xe điện ha. Xe điện thì có EQE nè, EQS, EQS sedan, EQS SUV ha, cũng rất là thể thao. Đó, và đặc biệt là một số dòng S-Class, Maybach ha, một số cái màu rất là hiếm, rất là độc thì cũng có mặt ở showroom Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng 7. Nếu các bạn quan tâm về một số dòng xe điện muốn tham khảo cũng như là trải nghiệm lái thử thì mọi người hãy liên hệ Mạnh ha, Mạnh sẽ đem xe tới và cũng như là cho mọi người trải nghiệm về mẫu xe điện này. Một số mẫu xe điện Mạnh hiện tại đang có như là EQE nè, EQE SUV nè, EQS SUV 500 cũng có luôn. Đó, và một số dòng như là EQS sedan 450 Matic nó cũng có luôn. Đó, mọi người nếu mà quan tâm về các mẫu xe điện thì hãy liên hệ Mạnh nha. Và một số dòng như là Maybach, Maybach S450, Maybach GLS 480 ha, cũng có luôn. Rất cảm ơn các bạn đã cùng xem video nãy giờ của Mạnh thì một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video lần sau ha. Xin chào và hẹn gặp lại.